Rồi Niết Bàn thì đương nhiên quý vị biết rồi, có hai loại Niết Bàn, đó là Hữu Dư và Hữu Dư Y Niết Bàn và Vô Dư Y Niết Bàn. Hữu Dư Y Niết Bàn tức là một vị thánh biết được cảnh giới Niết Bàn, nhưng mà vị đó còn mang tấm thân tứ đại. Cho nên cho tới khi nào mà vị đó còn mang tấm thân tứ đại thì vị đó chưa hoàn toàn um, Niết Bàn bởi vì vị đó còn bị ảnh hưởng bởi tấm thân tứ đại này nhưng mà vì đó đã biết niết bàn là cái gì và khi cần thiết vì đó có thể an trú trong cảnh giới niết bàn còn thứ hai là vô dư y niết bàn tức là một vị mà vì đó chứng đạt niết bàn và vì đó không còn sự ràng buộc bởi tấm thân tứ đại này nữa uhm.